Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cùng lãnh đạo huyện Long Điền đã có buổi gặp gỡ một số chủ phương tiện tàu cá trên địa bàn xã Phước Tỉnh để vận động tuyên truyền chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, gọi tắt là IUU. Ngoài động viên các chủ phương tiện tàu thuyền tích cực vươn khơi bám biển, khai thác gắn với bảo vệ nguồn lợi thủy sản, lãnh đạo Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh và lãnh đạo huyện Long Điền còn yêu cầu các chủ phương tiện thường xuyên nhắc nhở tài công, thuyền viên tuân thủ các quy định của pháp luật khi khai thác hải sản, không vi phạm vùng biển nước ngoài. Trong quá trình vươn khơi bám biển, phải mở thiết bị giám sát hành trình tàu cá. Dịp này, ngành chức năng đã phổ biến tuyên truyền đến ngư dân Nghị định số 38 năm 2024 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật thủy sản, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.